xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam thân mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Hương Ngọc Lan của tác giả Kim Trung. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. đóa hoa ngọc lan không rực rỡ sắc màu mà hương thơm dịu ngọt tỏa ngạt ngào làm bao người yêu thích trong đó có tôi em lặng lẽ lướt qua đời tôi em để lại trong tâm trí tôi bao nỗi niềm yêu hận và day dứt xót xa thời gian lặng lẽ trôi tôi đã sống bôn ba thăng trầm giữa cuộc đời hơn 30 năm, tôi đã phấn đấu vì sự nghiệp và tôi đã thành đạt. Mái ấm gia đình và tình yêu quê hương làng xóm là nguồn cảm hứng để tôi chắp cánh cho ước mơ trở thành nhà khoa học. Làm việc ở một trung tâm nghiên cứu thực nghiệm, tôi hầu như không có thời gian để ngắm ánh hồng của bình minh hay những buổi hoàng hôn màu lam tím. Một đồng nghiệp trong lúc vui vẻ đã hỏi tôi: Anh mê đất hơn mê người, đúng không? Tôi trả lời: Là cậu hiểu tôi nhất rồi đấy, điều tôi say mê nhất là nghiên cứu khoa học. Rồi một buổi chiều như bao buổi chiều bình yên sau giờ hội thảo, tôi ra khỏi hội trường. Tôi lạ lẫm nhìn cảnh vật xung quanh vì đây là mảnh đất miền Nam Tây Nguyên, nơi tôi vừa mới đến trong kỳ công tác này. Mọi người dự họp cùng tôi đã hối hả trở về nhà nghỉ, một mình thanh thản với chút thời gian rỗi rãi. Tôi đi ngược con sóc lên đến sân bóng rộng bên trên. Tôi nhìn thấy em tay ôm cặp tài liệu ngồi một mình tư lự trên ghế đá như đợi ai tôi tự chủ cất lời chào làm quen. cháu chưa về à? em trả lời tôi một cách lễ độ mà không ngoảnh lại nhìn như thân quen. dạ chưa. em ngồi một mình để thưởng thức hương hoa ngọc lan. tôi hơi sững lại về cách xưng hô của em. mỉm cười một mình tôi đến ngồi bên cạnh phần ghế đá còn lại. mùi hương từ những đóa hoa ngọc lan len lỏi trong làn gió thướt tha làm say đắm lòng người giờ đây tôi mới cảm nhận được một khoảnh khắc đi vào hoàng hôn đầy lãng mạn tôi được quen biết em em nhìn tôi một cái nhìn xa lạ ánh mắt u buồn lạnh lùng vô cảm và có vẻ hoang dại trong phút chốc đã khắc ghi đậm nét vào trong tiềm thức của tôi khuôn mặt xinh xắn dưới một làn phấn nhẹ, tôi vẫn nhận ra được vẻ mệt mỏi ưu tư. Em nhẹ nhàng đứng lên, gật đầu chào tôi ra về. Em ban tặng tôi một nụ cười nửa miệng. Em đã đi. Tôi mãi còn ngần ngơ tìm kiếm đâu đây. Ánh mắt và nụ cười làm sao xuyến lòng tôi như đang ẩn hiện trong cành cây kẽ lá sau nhánh hoa ngọc lan. Cơn gió chiều thổi lướt qua, làm những chiếc lá khô rơi xào xạc. Hoàng hôn dần buông, tôi cảm thấy chạnh lòng. Những ngày hội thảo tiếp theo, chẳng biết vô tình hay cố ý, em luôn ngồi đối diện tôi ở dãy ghế bên kia. Thỉnh thoảng em ném cho tôi một cái nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, cô kỹ sư trẻ, không như một tác phẩm hoàn mỹ. Khuôn mặt u buồn đầy huyền bí, nhất là đôi môi mọng trong đường nét thanh tú, luôn khép chặt, chẳng mấy khi cười, gây cho tôi một sự chú ý đặc biệt. Ngày đi thực tế, tôi mời em lên xe, em nhiệt tình gợi ý. Mình đi tham quan các vườn thực nghiệm mới nha anh rất hân hạnh được đi cùng em tôi trả lời anh khách sáo quá em mỉm môi cười một nụ cười miễn cưỡng em dành cho tôi em như cố vui để che giấu một nỗi ưu phiền tôi cảm nhận được điều đó cầm chắc vô lăng tôi cho xe lăn bánh trên những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo những con sóc của đường cao nguyên này suốt một ngày trời nhìn tôi có vẻ căng thẳng em nói lái xe cả ngày có lẽ anh mệt rồi ừ anh cũng hơi mệt hay ta nghỉ lại nhé em trả lời tôi không hề do dự được ạ à? tôi cho xe đậu bên vệ đường dưới gốc vông già tòa bóng tôi và em xuống xe đi về phía khu vườn thực nghiệm mới nhìn mảnh vườn cây lá tốt tươi lòng tôi và em tràn ngập niềm hân hoan vui sướng ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh xung quanh chúng tôi là những thừa ruộng bậc thang cao thấp với nhiều hình dáng vuông tròn khác nhau không gian yên ả vắng lặng tôi đưa tay ôm choàng đôi vai bé nhỏ của em. Tôi chắc em sẽ phản đối. Nhưng không. Em như đang thèm khát bờ vai rắn chắc của tôi để ngả đầu. Em tựa vào tôi và im lặng. Nhìn khuôn mặt đẹp kiêu xa của em vẫn cái nét lạnh lùng, u buồn, không thay đổi. Lòng tôi bồi hồi sao động một cảm xúc mãnh liệt dâng tràn trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Tôi tìm môi em, tôi đặt lên đôi môi em một nụ hôn cuồng nhiệt. Em buông lòng người trong vòng tay mạnh mẽ của tôi. Em ngước nhìn tôi, đôi mắt em tròn, với hai hàng mi cong quắt như hờn trách tôi. Tôi cảm thấy lòng xốn sang, em còn quá trẻ so với tôi tôi biết em cũng đã có gia đình tại sao em lại đến với tôi tôi buông em ra lòng đầy thương cảm tôi đã yêu em rồi sao ở vào cái tuổi này tôi mới nhận biết được vị ngọt ngào của nụ hôn trong sự hiến dâng nồng thắm cảm xúc của tôi khó mà tả được em thì thầm bên tai tôi cảm ơn anh đã thương mến em em sẽ nhớ anh tôi không đáp lại được lời tâm tình của em tôi nghĩ đến vợ và con tôi một cái gì cay đắng nghẹn ngào làm tôi không thốt nên lời tôi ôm hôn lên mái tóc mềm mại của em trong cuộc đời công tác của tôi, đêm nay là lần đầu tiên tôi phá vỡ nguyên tắc của mình. Tôi cùng em đi dạo dưới ánh trăng đầy thơ mộng. Tôi kể cho em nghe những công trình nghiên cứu của tôi và những câu chuyện vui. Tôi nghe được tiếng em cười, giọng cười chứa đựng sự chua chát. Trăng đêm nay tỏa sáng khắp nhân gian hay tỏa sáng cho tôi và em dìu nhau đi giữa mênh mông của cao nguyên này đêm về khuya giá lạnh bờ vai em khẽ run trong vòng tay tôi tôi đưa em về lại khách sạn em bước vào phòng gật đầu chào tôi rồi thản nhiên khép cửa tôi nặng nề lê gót chân về phòng mình lòng hụt hẫng. Một tiếng vỡ phát ra từ vật gì bên phòng em. Tôi hốt hoảng chạy sang đẩy cửa vào. Em đang ngồi nhặt những mảnh ly vỡ. Tôi nói: "Xin lỗi, anh đã không gõ cửa phòng." "Dạ, không sao ạ." À. Em trả lời tôi. Một mảnh thủy tinh đâm vào ngón tay trỏ của em tôi ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà một ngón tay đang xỉ máu đỏ tươi tôi vội về phòng mình lấy băng keo cá nhân sang băng vào vết đau cho em nhìn tôi em thì thào em không sao cảm ơn anh chúc em ngủ ngon tôi định quay gót anh em gọi tôi và ngập ngừng em bối rối tôi quay lại ôm chặt em vào lòng như sợ em tan biến như sợ tuột mất em khỏi tầm tay tôi muốn có em đêm nay trong khách sạn sang trọng ở ngoài ô thành phố này trời đêm mút giá em nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của tôi tôi nghe rõ từng nhịp đập trái tim em từng hơi thở yếu ớt của em em dạo rực cuồng nhiệt cảm giác vụng trộm làm tôi khao khát đến cháy lòng tôi và em đã là của nhau nhưng không thuộc về nhau tôi hôn lên mắt em và nói mai này anh đi rồi anh thấy thương em quá anh đừng lo cho em em biết tự lo cho mình như vậy không công bằng cho em hít thở thật sâu như để xác định em nói nhỏ anh anh cứ yên tâm trở về với gia đình với vợ con anh sau này có gặp lại nhau anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra em rất coi trọng danh dự của anh em không để ảnh hưởng gì đâu tôi đau xót đừng nghĩ thế em anh rất trân trọng tình cảm của em và biết ơn em khi nào có điều kiện anh sẽ trở lại thăm em. Em nhìn tôi âu yếm. Không cần như thế đâu anh. Em cười buồn gục đầu vào ngực tôi và ngủ. Tôi ôm em vào lòng và giữ yên tư thế cho em ngủ. Mệt mỏi với công việc thường ngày, em đã ngủ say, khuôn mặt khi ngủ của em, dưới ánh đèn mờ, trông như thiên thần bé nhỏ cái cơ thể mảnh mai tràn đầy sinh lực mà tôi không thể kháng cự đang nằm gọn trong tay mình. Chợt nghĩ đến vợ con, lòng tôi gian rát. Một cảm giác tội lỗi ngự trị trong tâm trí làm đầu óc tôi choáng váng. Vợ tôi người phụ nữ tần tảo theo thời gian. Nàng hết mực thương yêu tôi, nàng chu đáo với công việc gia đình, là một người nội trợ giỏi giang và an phận. Nàng bộc trực thẳng tính, sự thẳng thắn có lúc làm tôi bực mình cáu gắt. Nhưng nàng là một người rất yếu đuối so với em. Nàng không chịu nổi những đả kích trong cuộc sống dù rất nhỏ. Tôi luôn che chở cho nàng. Nghĩ đến tôi càng thấy thương vợ con và càng yêu em nhiều hơn. Em còn quá trẻ, em yêu tôi, đời tư của em tràn đầy sóng gió. Em bản lĩnh, thầm lặng chịu đựng và luôn vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Em và vợ tôi, nhưng sau hôm, sau mai không cùng ở tôi không thể nào một lúc nhìn thấy được hai vì sao ấy trên bầu trời kết thúc chuyến công tác về lại miền trung tôi trở lại một mình xa rời những kỷ niệm yêu thương ngọt ngào đắm đuối tôi lao vào công việc như cố xóa nhòa một cảm giác tội lỗi tôi cẩn thận cất giữ hình ảnh và tình cảm của em vào sâu trong ký ức tôi lại là người chồng người cha tốt người cấp trên khó tính cứng nhắc trở lại với những ràng buộc đời thường của tôi tôi thầm cầu mong sao em được hạnh phúc tôi đã yêu em bất ngờ như chính cuộc gặp gỡ với em mà chưa kịp hiểu hết về em mãi sau này qua một người bạn tôi mới biết được hoàn cảnh của em chồng em là con trai duy nhất của một gia đình giàu có anh ta có lắm tiền của một kẻ sống buông thả phong lưu và bệnh hoạn anh ta có lần bảo vợ anh muốn em là con búp bê xinh đẹp của anh sinh con nối dõi tông đường sao em không sinh con được à nhà mình không thiếu tiền việc gì em cứ phải đi làm chứ cưới nhau hơn ba năm họ vẫn chưa có con cảnh cơm không lành canh không ngọt diễn ra thường ngày em phải chịu đựng. Chồng em đêm đêm vùi thân vào các chốn đèn mờ Lả lơi, say khớt hoặc miệt mài trong những canh bạc đỏ đen. Sống bên cạnh người đàn ông giàu có trụy là em trở nên lặng lẽ hơn. Nhưng em không bao giờ từ bỏ con đường nghiên cứu khoa học của mình. Hơn 5 năm qua, bây giờ cuộc sống và đời tư của em đã có nhiều thay đổi em đã thành đạt nhanh hơn tôi tưởng em đang bước những bước dài thong thả trên con đường sự nghiệp vợ chồng em đã có một bé trai và có lẽ đang sống hạnh phúc dòng đời vẫn bình yên tôi có dịp trở lại cao nguyên nơi em đang sống và làm việc tôi hồi hộp mong đợi cái giây phút được gặp lại em như một thanh niên vừa mới bước vào yêu tâm hồn tôi vẫn còn nguyên vẹn mối tình với em như vừa mới hôm qua không thể chờ đợi tôi rủ vài người bạn đến thăm nhau tim tôi đập loạn xạ khi đứng trước cổng ngôi nhà khang trang của em ở mặt phố mẹ chồng em ra mở cổng bà vui vẻ mời các anh vào nhà cảm ơn bác tôi trả lời và cùng mọi người bước vào đến phòng khách tôi bắt gặp ánh mắt đen tròn đầy thiện cảm của thằng bé cháu chào các bác ạ à. hai người bạn của tôi xoa đầu cháu khen ngợi cháu ngoan lắm tôi đưa cho cháu hộp sô cô la làm quà thằng bé bỏ quyển truyện tranh có tựa đề giấc mơ xanh xuống ghế salon, lễ phép cầm hộp bánh, miệng mỉm cười giống hệt mẹ của nó. Cháu cảm ơn bác. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi, chúng tôi chào ông bà cụ xa về. Em vắng nhà nên chưa gặp được em. Lòng tôi thấy buồn buồn. Trong buổi hội nghị hôm sau, Tôi không tin ở mắt mình khi em bước lên diễn đàn, đọc bài diễn văn. Em hơi gầy nhưng rất đẹp, có lẽ còn đẹp hơn ngày đầu tôi gặp em. Đó là nét đẹp trọn vẹn của một người phụ nữ. Em rạng rỡ trong bộ con lê màu xanh xám, mái tóc xuân thẳng mượt mà, xõa hai bên bờ vai, làm nổi bật khuôn mặt thủy mị. Giờ giải lao, gặp giáp mặt tôi, em chủ động chào anh anh khỏe chứ lâu quá mới gặp lại nhỉ dứt lời em thản nhiên đi luôn xuống cầu thang tôi vẫn còn đứng bất động trong hội trường nhìn theo dáng em tôi thấy lòng xót xa em đối với tôi thật ghẻ lạnh em không buồn nhìn vào mắt tôi không hề tỏ ra xúc động tôi cảm thấy mất mát và đau khổ. Em không thể coi như chưa quen biết tôi. Tôi mời em đi uống cà phê. Em trả lời, đang bận. Những đêm ở lại miền cao nguyên này tôi trần trọc không ngủ được. Bao ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhớ lại kỷ niệm yêu thương ngọt ngào với em. Lòng cay đắng vậy là tôi không được gặp riêng em nữa có thể như thế sẽ hay hơn cho cả tôi và em nhưng không tôi không cam tâm em sống hạnh phúc giàu sang tôi muốn chính miệng em nói ra rằng em đã quên tôi để lòng tôi được thanh thản hơn em bé nhỏ nhưng sao sắt đá và nhẫn tâm với tình cảm của tôi như vậy đùa giỡn với tấm chân tình của tôi. Tôi ghét em và cảm thấy mình hèn nhát. Em gọi điện thoại và hẹn tôi ra quán cà phê sang trọng và yên vắng. Ngồi đây tôi nhìn thấy bên ngoài khung cửa kính kia là một khoảng trời chiều và một góc thành phố cao nguyên xinh đẹp. Em ngồi đối diện mà sao tôi thấy thật xa vời em giống như mùi hương ngọc lan tôi chỉ cảm nhận được mà không giữ được cho mình tôi và em đều lặng thinh như lắng nghe điệu nhạc u buồn trong quán vắng nhìn hai ly cà phê bốc hơi nghi ngút và nhìn em tôi nói em sao vậy sống hạnh phúc và đã quên anh rồi sao anh đáng ghét lắm sao anh như một bóng mát cho em dừng chân một chút trên con đường em đã đi qua đúng không mấy phút im lặng nặng nề trôi qua em vẫn nhìn vào xa xăm không phản ứng bỗng em đưa tay gạt hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má ngước nhìn tôi em chậm rãi anh. đứa bé anh đã gặp khi đến thăm nhà em nó chính là con anh em nói sao tôi thốt lên và thấy tay chân mình run rẩy là thật đấy mọi người trong gia đình em không ai biết được bí mật này nhà em đã mất vì một tai nạn khi em chưa sinh đứa bé Giờ đây thằng bé là người nối dõi duy nhất và là bảo bối của ông bà cụ. Ôi, em đã chịu thiệt thòi vậy mà anh em cắt lời tôi. Anh đừng lo. Em và con sẽ sống tốt. Sau này nó sẽ là người thành đạt như chúng ta. Anh cứ yên tâm chăm sóc gia đình. Em hứa sẽ không để anh thất vọng. Hãy tin em em cười buồn nhìn tôi nụ cười của em làm tim tôi đau nhói có lẽ em cũng đau khổ cùng cực không kém gì tôi tôi chết lặng trước câu nói ân tình đầy tự tin của em em cứng cáp hơn tôi tưởng vậy mà có lúc tôi đã rất hận em ai hiểu được cho tôi cho em chứ tôi cứ nghĩ mình đã yêu em hết lòng thực sự tôi chưa bao giờ thấu hiểu được em em đã vượt cạn một mình trong đớn đau mà tôi không hay biết nó lại là giọt máu của tôi cuộc đời ngắn ngủi của mỗi con người đều có nỗi niềm riêng phải câm nín cô chủ quán thay cho chúng tôi bình trà nóng và trở lại quầy đổi đĩa nhạc một giọng ca chữ tình lãng mạn của một ca sĩ hải ngoại cất lên trong trẻo trầm ấm chữ tình rắc rối lắm ai ơi chữ tình khúc mắc quá đi thôi chữ tình là số kiếp thương đau con người em đứng lên chào tôi ra về tôi khao khát được ôm em vào lòng được giữ lại người con gái tôi yêu và đứa con bé bỏng nhưng không thể nào tôi không có quyền khuấy động cuộc sống đang bình yên của những người tôi yêu mến ngồi lại một mình trong quán tôi dõi mắt nhìn theo dáng dấp mảnh mai của em khuất dần trong sương chiều tôi nghe nốt lời bài hát đầy sâu lắng xót xa như tâm trạng của tôi chữ tình là sa mạc nắng cháy chữ tình là sông dài bóng mát chữ tình một khi bước vào đầy mặn ngọt chua cay Thưa các bạn, truyện ngắn Hương Ngọc Lan của tác giả Kim Trung khai thác đề tài khá quen thuộc về tình yêu, hạnh phúc gia đình, đối nhân xử thế trong đời. Cốt truyện xoay quanh cuộc tình chóng vánh ít ai ngờ giữa một nhà nghiên cứu khoa học nghiêm túc bao năm chỉ biết vùi đầu vào sách vở và các công trình với một nữ kỹ sư trẻ có hoàn cảnh éo le tên là Hương chồng của hương không may gặp tai nạn bị tàn phế rồi qua đời sau đó đây là sự mất mát quá lớn đối với cô hương là người yêu chồng và gia đình nhà chồng vì thế cô đã tự mình quyết định khi biết chồng và cô không thể có một đứa con chung hương đã hoàn toàn chủ động trong việc này dù đây là một quyết định không dễ dàng còn chuyện liên quan đến nhà khoa học có thể nhận thấy tình cảm của hương dành cho nhà khoa học là chân thành còn việc làm của cô thì có thể hiểu lý giải và thông cảm được cô đã hành động theo sự chỉ dẫn của con tim khi bản thân rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy đứa con là niềm hạnh phúc lớn lao của đời cô và cũng là niềm an ủi vô bờ bến cho bố mẹ chồng cô khi họ đã mãn chiều xế bóng sự thật về đứa con chỉ có hai người biết mà thôi và đâu phải lúc nào sự thật cũng giải quyết được mọi chuyện. đôi khi nó lại đẩy người ta vào chỗ tuyệt vọng. ở chuyện ngắn Hương Ngọc Lan tác giả tránh được lối mòn kể lể hoặc xa đà vào chuyện yêu đương đơn thuần thường gặp, mà cố gắng đi sâu phân tích tâm lý nhân vật những rằng xé nội tâm. đúng như tâm trạng của nhà khoa học sau khi gặp lại người phụ nữ và đứa con, ông hiểu rằng trong cuộc đời này đâu chỉ sống cho riêng bản thân mình mà còn phải biết sống vì người khác nữa đó chính là điều mà tác giả truyện ngắn muốn gửi tới bạn đọc và bạn nghe các bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam dừng ở đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi